Công Vinh công khai danh tính kẻ đứng sau group tấn công Thủy Tiên, khẳng định nhờ pháp luật can thiệp. Công Vinh có thái độ vô cùng gay gắt trước hành động của nhóm người này đối với Thủy Tiên. Mới đây, cộng đồng mạng đã vô cùng xôn xao khi trên fanpage của Công Vinh đăng tải bài viết công khai danh tính những người đứng sau group anti-fan Thủy Tiên trên Facebook. Theo đó, Công Vinh đã bày tỏ thái độ vô cùng gay gắt trước những hành động mà nhóm người này đã gây ra cho Thủy Tiên trong suốt thời gian vừa qua. Đây là một nhóm ekip những vị anh hùng núp sau bàn phím để tạo ra cái group anti-tấn công lẫn khuyên dân các brand đừng làm việc với vợ tôi. Tiệt đường sống của rất nhiều người cần sự giúp đỡ của chúng tôi. Một người là lâm tặc phá rừng từng bị công an bắt. Một người dày công soi mói làm rất nhiều file thiết kế để tẩy chay các group khách hàng vu khống vợ tôi đang đối đầu chính trị và khuyên các brand đừng dại làm việc với vợ tôi. Một người nữa là chủ chốt trong nhóm này. Các bạn có thể chửi và mạt sát như thế nào cũng được. Chúng tôi không quan tâm vì ngay cả vĩ nhân còn bị ghét. Bạn không thích có thể chửi, hoặc không hài lòng có thể kiện. Nhưng trừ việc các bạn lập group kích động đi phá hoại công việc làm ăn của người khác chính là hành động vô nhân đạo. Tất cả đều là những admin tạo lên group anti. Họ lập thành một nhóm làm việc chung cùng nhau để đi phá hoại người khác, gây chia rẽ vu khống và muốn hất đổ chén cơm của người khác. Tôi cần địa chỉ chính xác của các anh chị này để hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan điều tra. Nếu ai biết chính xác những người phá dân hại nước này ở đâu xin vui lòng cho tôi biết thông tin địa chỉ chính xác. Xin cảm ơn và nhờ mọi người chia sẻ rộng rãi. Nguyên văn chia sẻ của Công Vinh. Thời gian vừa qua, việc làm từ thiện của Thủy Tiên đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có không ít những lùm xùm liên quan đến câu chuyện khiến khổ chủ phải nhiều lần lên tiếng trên mạng xã hội.